xuất hiện dự án Sleep to Earn, lo ngại về việc xã Avax Avalanche chủ động thương lượng với Luna Foundation Guard. Do Won đã giải thể Terraform Labs ở Hàn Quốc trước vụ sụp đổ của UST và Luna diễn ra. Hàn Quốc phạt Terraform Labs và nhà đồng sáng lập Do Won 78 triệu đô la vì tội trốn thuế. Dữ liệu Deathcross cho thấy Bitcoin có thể giảm xuống 22.700 đô la. Nhiều người dân Hàn Quốc ôm Luna với hy vọng đổi đời. Tether đang dự trữ 82,4 tỷ đô la, khẳng định dư sức bảo chứng cho stablecoin USDT. OpenSea ra mắt nền tảng giao dịch NFT mới với nhiều cải tiến đáng kể. Khánh Huy xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình MetaKey News, nơi cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi cùng với những xu hướng thị trường trong lĩnh vực blockchain hàng ngày. Và ngay sau đây, Khánh Huy xin mời quý vị đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Sleepy là dự án sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một ứng dụng có thể mang lại lợi ích cho khách hàng chỉ bằng việc mà tất cả mọi người đều làm hàng ngày, đó chính là ngủ. Ở đó, thông qua việc sử dụng các công nghệ mới đang lưu hành trên thế giới như Big Data hay AI, tích hợp những tính năng thu thập, phân tích dữ liệu về sức khỏe của người dùng qua từng giấc ngủ, kết hợp việc sử dụng tài chính phi tập trung DeFi và cơ chế thưởng mã hóa và bộ đếm chỉ số sức khỏe để đem lại lợi ích tối ưu nhất cho khách hàng. Muốn đầu tư dự án, nhà đầu tư sẽ phải mua ít nhất là một vật phẩm mặc định là NFT giường để tham gia dự án. Thu nhập hàng ngày của khách hàng sẽ được nhận 100% khi nhà đầu tư vào giấc ngủ theo quy định của ứng dụng. Ví dụ như nhà đầu tư phải ngủ trưa vào đúng thời gian quy định trong khung giờ là từ 12 giờ đến 2 giờ chiều và buổi tối sẽ là khung giờ từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Khi hoàn thành giấc ngủ mỗi ngày, nhà đầu tư sẽ nhận về token tương ứng với số thời gian đã ngủ trong khung giờ quy định. Những token mà nhà đầu tư được nhận có thể trao đổi mua bán với các nhà đầu tư khác để thu về BUSD, BNB, USDT hoặc sử dụng trực tiếp trong việc nâng cấp các vật phẩm trong ứng dụng, ví dụ như NFT giường, NFT chăn và NFT gối. Avalanche cho biết họ sẵn sàng làm việc với Luna Foundation Guard về một chiến lược giao dịch hợp lý nếu tổ chức thực hiện bán Avax. Avalanche cho biết trong một loạt đăng tải vào ngày 20 tháng 5 rằng Luna Foundation Guard tổ chức đứng sau quỹ bảo chứng được thiết lập để hỗ trợ đồng ổn định UST hiện tại đã thất bại của blockchain Terra, đã không tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào cho 2 triệu token Avax hiện đang nằm trong kho dự trữ của tổ chức. Xuyên suốt quá trình cứu UST, Luna Foundation Guard đã không hề đụng đến Avax. Do đó, đội ngũ Avalanche đã bắt buộc phải cung cấp bản cập nhật vì phần lớn thành viên của cộng đồng Avalanche đều dấy lên lo ngại rằng kế hoạch dành cho Avax của Luna Foundation Guard sẽ chuyển biến tiêu cực. Vì để đền bù cho người dùng từ đống tro tàn còn sót lại, khả năng cao Luna Foundation Guard sẽ xả Avax và điều này có thể tạo ra áp lực bán tháo trên dự án. Ngoài ra, Avalanche đã tiết lộ Terraform Labs đang nắm giữ 1,1 triệu Avax trong với thời gian bị khóa 1 năm. Số Avax do Terraform Labs và Luna Foundation Guard sở hữu đại diện là 0,5% và 0,9% khối lượng hàng tuần của Avax. Báo cáo cho thấy Do Won đã giải thể Terraform Labs ở Hàn Quốc, đóng cửa trụ sở và chi nhánh duy nhất chỉ vài ngày trước khi sự sụp đổ của tiền điện tử Terra và stablecoin UST diễn ra. Theo hãng tin Digital Today cho biết, Terraform Labs ở Hàn Quốc đã bị giải thể trụ sở chính ở Busan và chi nhánh ở Seoul tại Đại hội đồng Cổ đông vào ngày 30 tháng 4. Mặc dù Terraform Labs là một công ty được thành lập tại Singapore, nhưng nó được đăng ký hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc với tên gọi là Terraform Labs Korea, có trụ sở chính tại Busan và chi nhánh tại quận Seongdong ở phía đông Seoul. Do Won thành lập Terraform Labs vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2019, người sáng lập Ticket Monster Timon là Shin Hyung-sung đã gia nhập công ty với tư cách là người đồng sáng lập thứ hai. Tuy nhiên, người này đã từ chức vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 để cho Won giữ chức vụ giám đốc điều hành của Terraform Labs. Terraform Labs và nhà đồng sáng lập Do Won tiếp tục đối mặt thêm nhiều rắc rối pháp lý hơn sau thảm họa sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Sau những nguồn tin ban đầu cho biết, một phiên điều trần trước Quốc hội và một cuộc điều tra từ đơn vị điều tra tội phạm tài chính đặc biệt có khả năng xảy ra, công ty tiền mã hóa này hiện đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan thuế quốc gia. Theo một báo cáo được đăng trên Naver News, cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc đã phạt Terraform Labs và nhà đồng sáng lập Do Won là 100 tỷ won, tương đương với 78 triệu đô la.
vì tội trốn thuế. Vào đầu tháng 10, các công ty con của Terra tại quần đảo Virgin đã bị phạt 4,66 tỷ won, tương đương 3,6 triệu USD, thuế thu nhập và 44,7 tỷ won, tương đương với 34,7 triệu đô la thuế doanh nghiệp. Terraform Labs lần đầu tiên bị cơ quan thuế kiểm tra vào tháng 6 năm ngoái vì nghi ngờ trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuộc điều tra về Terraform Labs và các công ty con khác nhau cho thấy công ty này đã được đăng ký tại quần đảo Virgin của Anh và Singapore. Mặc dù cả hai công ty con đều được đăng ký ở nước ngoài, nhưng nơi quản lý thực tế lại ở Hàn Quốc. Theo luật thuế doanh nghiệp ở Hàn Quốc, nơi quản lý thực tế được xem xét để đánh thuế hơn quốc gia đã đăng ký. Báo cáo nhấn mạnh rằng Won không hài lòng với việc đánh thuế tiền mã hóa trong nước kể từ tháng 12 năm ngoái và cố gắng giải thể các hoạt động kinh doanh nội địa của Terra ngay trước khi thảm họa của Luna xảy ra. Dựa trên các xu hướng lịch sử, 22.700 đô la hiện có thể đánh dấu là mức đáy thế hệ tiếp theo đối với Bitcoin, phân tích mới cho biết. Theo Cointelegraph, dữ liệu cũng cảnh báo rằng Bitcoin có thể giảm hơn 40% so với mức đáy của tuần trước. Trong một loạt tweet vào ngày 20 tháng 5, nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng Greg Capital lập luận rằng Bitcoin nên giảm xuống gần 20.000 đô la để phù hợp với các tiêu chuẩn lịch sử. Tuy nhiên, cả tháng 3 năm 2020 và tháng 5 năm 2021 vừa qua đều đã phá vỡ các quy tắc khi nói đến các khoản lỗ sau Dead Cross. Trong cả hai trường hợp, bản thân Dead Cross đã đánh dấu đáy. Nhiều cuộc tranh luận đã xoay quanh cái gọi là cấu trúc giao cắt tử thần trên biểu đồ Bitcoin. Những điều này liên quan đến việc đường trung bình cộng 50 kỳ, gọi là 50 MA, đang giảm xuống dưới 200 MA. Vào tháng 1 năm 2022, xu hướng lịch sử dường như đã quay trở lại khi một sự kiện Dead Cross xảy ra sau khi Bitcoin giảm 43% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó là 69.000 đô la vào tháng 11 năm 2021. Bất chấp việc Luna rớt giá thảm hại, nhiều người Hàn Quốc đang tích cực mua vào với niềm tin rằng nó vẫn còn là một trong 10 tài sản tiền mã hóa hàng đầu và sẽ hồi phục mạnh mẽ trở lại. Tâm lý chung của những người tham gia trò may rủi này là nếu có mất thì sẽ là một con số nhỏ, còn nếu Luna có thể phất lên thì họ sẽ có cơ hội đổi đời nhanh chóng. Không chỉ ở Hàn Quốc mà tâm lý bắt đáy Luna hay USD còn lan rộng ở các nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2022, một báo cáo của Reuters đã tiết lộ rằng số lượng người nắm giữ Luna ở quốc gia châu Á đã tăng hơn 50% trên các sàn giao dịch địa phương lớn chỉ trong 48 giờ qua. Một blogger người Hàn Quốc đầy hy vọng đã mua 300.000 Luna vào cuối tuần qua đã chia sẻ. Luna đã từng là một đồng tiền lớn có giá trị vốn hóa thị trường hàng đầu. Vì vậy, họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hồi sinh nó. Tether, công ty đứng sau đồng stablecoin USDT, mới đây đã tung báo cáo chứng thực tài sản quý 1 năm 2022 trước hạn chót là ngày 20 tháng 5, cam kết vẫn dư sức bảo chứng cho 78 tỷ USDT đang lưu hành trên thị trường. Stablecoin lớn nhất thị trường USDT đã có lúc giảm về tận 0,95 đô la vào hôm 12 tháng 5. Không chỉ bắt trend mất chốt từ viên domino Luna USDT, mà từ lâu đồng coin này đã bị chất vấn về tài sản bảo chứng. Tổng cung bốc hơi là 7 tỷ USD chỉ trong một tuần. Tether ngay sau đó đã phải đối mặt với làn sóng kêu gọi kiểm toán. Đến nay, tổ chức này mới chính thức có động thái đáp trả. Kết quả là họ vẫn cam kết dự trữ nhiều hơn con số cần thiết để lo liệu cho số phận của USDT. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây đã cho thấy vốn hóa thị trường của Tether đã giảm 11% kể từ vết nhơ của Terra. Việc phát hành báo cáo quý vào đúng thời điểm này là một động thái cực kỳ quan trọng để củng cố niềm tin và cam kết sự minh bạch giữa lòng công chúng. Marketplace NFT hàng đầu thị trường OpenSea đã công bố sự ra mắt của một nền tảng NFT mới, giúp cho người dùng dễ dàng mua bán NFT một cách hiệu quả hơn. Trong một thông báo chính thức được đăng tải vào ngày 20 tháng 5, OpenSea cho biết nền tảng mới sẽ được gọi là C-Spot, cung cấp cho người dùng thêm tùy chọn để sở hữu NFT. Nếu như trước đây các sàn giao dịch chỉ có thể dùng tiền mã hóa để mua NFT, thì giờ đây với C-Spot, họ sẽ được quyền sử dụng cả tiền mã hóa và NFT gộp lại với nhau để đổi lấy một NFT có giá trị tương ứng mà họ mong muốn. Ngoài ra, người dùng C-Spot cũng được đánh dấu là NFT thông qua các đặc điểm cụ thể từ một bộ sưu tập ngẫu nhiên. Tính năng này dành cho những trường hợp mà người mua không quan tâm loại NFT họ nhận được, miễn là nó có một đặc điểm mà họ đang tìm kiếm.
OpenSea khẳng định họ không hoàn toàn kiểm soát hoặc vận hành nền tảng CPOD. Công ty chỉ đơn thuần là một trong số rất nhiều nhà phát triển CPOD. Những gì OpenSea đang xây dựng đều hướng đến mục đích là trao quyền CPOD cho cộng đồng, định vị dự án như tài nguyên giá trị được chia sẻ rộng rãi trên toàn cầu. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình MetaGate News của chúng tôi ngày hôm nay. Khánh Huy xin mời quý vị và các bạn đón xem chương trình MetaGate News được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên hệ thống Facebook, YouTube và TikTok của MetaGate. Khánh Huy xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.